Hôm qua, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vừa ra quân kiểm tra và phát hiện hàng chục kiện hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại khu vực bến xe trung tâm thành phố. Theo đó, kiểm tra một xe khách tại bãi xe của bến xe trung tâm thành phố Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện 17 kiện hàng gồm phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, quần áo, giày dép các loại. Qua làm việc với tài xế được biết, số hàng hóa trên được nhận vận chuyển từ bến xe Giáp Bát, thành phố Hà Nội về Đà Nẵng để tiêu thụ. Hiện đội cảnh sát kinh tế Công an quận Cẩm Lệ đã lập biên bản, kiểm đếm và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.